Trái đẹp chị Duyên ạ. À. Đấy, đi kim đấy ạ. À. Gương mặt luôn rạng ngời nhà anh chị nha. Ok. Thế dù anh chị nhìn em thì anh chị nói là ồ thì con nhỏ thì nó còn nhỏ tuổi thôi. Nói như vậy. Thế giờ nhìn chị Duyên là biết. À, khỏi phải nói em. Ok mà, rồi. Hai phòng Zoom mình đã sẵn sàng chưa ạ? Hiện tại thì mình đang có hai cái phòng Zoom. Phòng Zoom mình đã sẵn sàng chưa thì mình hãy comment ạ. Rồi trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau yêu cầu kết quả mình đạt được nha các anh chị ơi. À, ok. Và chúng ta hít hợp một hơi thật sâu vào đi ạ. Hít hơi thật sâu vào và thở ra nhẹ nhàng được không? Thở ra nhẹ nhàng. Rồi. Đang quyết định kết quả mình muốn đạt được đi các anh chị. Ok, gửi lời chào tất cả anh chị nhé. Chào chị Ánh Nguyệt, xin chào. Chào chị Xuân Nguyễn, chào chị Lai Nguyễn. Chào chị Hạnh. Chị Bùi Nguyệt, chào Cẩm Nhung, chào Phạm Hạnh. Chào chị Ánh nhé. Chào chị Xuân. Chào chị iPhone. Lại iPhone. Mình có cách nào mình thay đổi nha chị nha. Chứ suốt ngày iPhone hoài. Ví dụ như là mình chưa được nhắc, ví dụ như mình đã được nhắc rồi mà mình vẫn đang thể hiện là chị để cho cuộc đời của chị nó cứ vậy. Các bạn làm một gì là các bạn làm mọi việc. Hôm nay iPhone được nhắc rồi, 3 ngày sau vẫn thấy cái chữ iPhone. Tức là chị không có quan tâm, không có sự thay đổi. À, giờ chị Xuân nhá, chị sợ nhất là mình không có tốt hơn ngày hôm nay, mình không có tốt hơn ngày hôm qua. Sợ nhất là mình không có thay đổi dựa theo những gì mình học. Xin chào chị Ánh Nguyệt á, chắc là phải ngồi thẳng đây á, chị chắc không có trống cồn như vậy đâu ạ. Chào chị Kiều Trọn nha, chào anh Vũ. Anh em ngồi thẳng lên nhé, đừng có trống cồn trống đồn nha. Mình đang luyện thói quen của người thành công luôn. Chào chị Nguyễn Nga. Chào chị Thanh Nữ. Chào chị Hồng Thùy, chào Minh Huyền, chào Vũ Đào và chào chị Anh Tuyết Nga, chào chị Lan Phạm. Sao cái gương mặt của anh chị em chào mà thấy nó chả vui nhỉ? Chị Tạ Huệ, chị Hải Băng. Chị Hải Băng lâu quá không thấy, mấy giờ này còn có chăm sóc sức khỏe đầy đủ không? Chị Vũ Đào, chị Kim Mai, chị Xuân Hương, chị Vui, chị Huỳnh Mai, chị Dung Huỳnh, chị Hoàng Nguyệt, chị Thùy, chị Hải. Ngộ quá trời, anh chị mở camera thấy này chào như thế này thì cũng khá là đông. Chị Ngọc. Chị bé. Chị Dương Huyền với chị Ngọc là đi lộn dung rồi. Đang ở lộn cái dung rồi. Chị Ngọc Hân. Đây, chị Lê ha. Rồi. Chào anh Huỳnh Cẩm nè. Chị Hòa Hiệp, chị Hồng Huệ.
Anh Bình Dương hả? Dạ. Chị Tuyền. Chào chị Đào nhá, chị Thúy Phượng. Chào chị Ngân nhá, chị Siri Trực Ô. Và chị Thanh Trà, chị Dầu, chị Thu Thanh, chị Kiều. Chào chị Thúy Phượng. Chào chị Gia Tú nha, chào chị Thúy nha. Chào chị Lành nhá. Chào chị Linh nhé, giờ chị Linh có chăm sóc sức khỏe không? Chào chị Ngọc Hà nhé, chào chị Hình Phượng, chào chị Thúy. Chào chị Hoa, chào chị Kim Ngọc, chào anh Gia Lâm nhé. Chào chị Thuận, chào anh Phúc nha, hôm nay nhà anh Phúc ơi, chào chị Thịnh nha. Xin chào chị Hiền Nguyễn. Xin chào chị Hương Hoàng, cái đầu không mình. Chào chị Phạm Sang. Chào anh Tư Thắng. Thanh Hồng. Sao gương mặt mọi người em nhìn nó không có năng lượng nhỉ? Anh em trong nhóm này 60 ngày hết rồi mà. Cái gương mặt nó không có được. Tới hồi sáng giờ làm quá trời quy trình mà sao cái gương mặt nó lại vậy được chứ? Đúng không? Nó bị khác đi các anh chị ơi, cái gương mặt nó bị khác lên. Không, cái nụ cười nó cũng hiện lên môi được sao? Ok, tập đi nha, thấy cái gương mặt nó không có được đâu nha anh chị nha. Chị anh nè, cái gương mặt nó là sao, buồn ngủ hay sao? Gương mặt nó không tươi được gì. Chào chị Giang Ly nha, chào chị Lai. Quan trọng là thần thái, em nói anh chị là quan trọng là thần thái. Ừ, cái anh chị phải diễn một cái vai, em nói rồi, mình phải diễn một cái vai mà người ta thấy mình là một cái người rất là thành công, mình là người rất là dư dả, rất là thành đạt, rất là hạnh phúc. Phải diễn cái vai đó để gì, tại vì sao, tại vì mình phải tỏa ra cái năng lượng đó, mình mới hấp dẫn cái sự thành công tới được. Nên là bây giờ anh, cuộc sống của mình nó đang như thế nào, anh chị muốn bước ra khỏi cái vùng đó, mình muốn dớt ra khỏi cái vùng đó thì mình phải khác đi, mình phải đổi cái tần số. Lúc nào mình muốn ở trong cái tần số buồn bã thì mình chỉ thu hút một cuộc đời chán chường thôi, nhưng mà mình muốn thu hút một cuộc đời thịnh vượng thì mình phải đổi cái tần số của những người thịnh vượng, ok không ạ? Thế mới tôi nhìn, tôi chào mà tôi cũng không thấy phản hồi luôn. Tôi không thấy cái gương mặt nó, ít ra ví dụ mình nghe người khác chào mình cũng phải vui đúng không? Sự đầu tiên là mình vui, là mình rạng ngời, mình nở nụ cười, mình đáp trả bằng một cái nụ cười thân thiện. Đằng này nó như không, ôi nó như không vậy đó, nó như là cày chồng vậy đó. Trời ơi, không thể được, không thể được, các anh chị không thể sống như thế được. Nếu mà rèn luyện với thêm mà cái gương mặt đó là tôi không chấp nhận nhé. Tôi không thấy nó tuyệt vời đâu các anh chị ơi, nó không có vui vẻ đâu, nó không hề. Dù là anh chị nhớ thì dù là mình sinh ra ở đâu, mình rớt ở chỗ nào, mình sinh, mình ngủ dậy, mình thức dậy ở Đà Nẵng, thức dậy ở Singapore, thức dậy ở Pháp, Ý, Thụy Sĩ, bất kỳ nơi nào, nếu mà các anh chị không có chủ động kích hoạt cái năng lượng mình lên thì nó sẽ ì xèo xuống, anh chị rõ không? Không có ai, không có cái cơn gió lạ nào đi ngang qua làm cho mình vui đâu. Không có cái chuyện đó, không có cái người nào đi ngang qua cái là nấu một cái làm vui lên, không thể nào có cái chuyện đấy, được không ạ? Mà nó chỉ có một cách duy nhất thôi, đó chính là tự bạn kích hoạt mình lên, tự bạn nó là làm cho bạn cảm thấy vui lên hay các anh chị, ok không? Hôm nay mình sẽ đi qua một cái phần kế tiếp, một cái thói quen vô cùng quan trọng, đó chính là cái thói quen nhầm khí nhiễm màu mà bạn đang thở. Vậy thì theo đó ứng dụng cái thói quen này như thế nào trong cuộc sống của mình? Tất cả những cái bài chia sẻ của Theo là nó không có lý thuyết suông. Lý thuyết thì các anh chị có thể nghiên cứu trên mạng, chăm sóc sách vở hay gì đó, được không ạ? Còn Theo đang chia sẻ cho anh chị cái cách mà thực hành, đặc biệt là cái cách mình vận hành cái lòng biết ơn, cái thói quen này trong cái cuộc sống và trong cái công việc kinh doanh của mình như thế nào. Bởi vì các anh chị phải hiểu rằng là tất cả anh chị đây mình phải đều hiểu cái câu chuyện rằng là nếu mình muốn gia tăng thu nhập thì mình phải học kinh doanh và làm kinh doanh, đúng không? Đã, vì vậy nên là Theo sẽ nói cho anh chị hiểu hơn trong cái quá trình mà các anh chị ứng dụng vào trong cuộc sống và cả cái công việc kinh doanh nữa, ok nè? Thì cái dòng khí nhiễm màu của bạn đang thở, tại sao nó là quan trọng, tại Thế sao mình lại tập trung vào cái dòng không khí nhiễm màu để làm gì? Thì ở đây tác giả nói là khi mà bước ra khỏi nhà và đi dạo trong không khí trời buổi sáng, chắc có khi khi trở về nhà bạn đã là một người khác, thu hút hơn và vui vẻ hơn, ok không ạ? Ví dụ như nếu như bây giờ các anh chị ngồi đây, các anh chị
sẽ là một cái lát nữa, một tiếng nữa các anh chị sẽ là một người khác hoàn toàn các anh chị. Tất cả những cái tế bào các anh chị nó đang thay đổi dần, nó đang thay đổi từng giây từng phút, từng cái theo cái suy nghĩ của các anh chị. Nếu cách đây vài năm có ai nói rằng là tôi nên biết ơn dòng không khí mà mình đang hít thở thì tôi sẽ nghĩ là người đó đang có vấn đề về đầu óc. Tôi thấy điều đó thật là vô lý. Tại sao phải biết ơn luồng không khí mà mình đang hít thở? Vậy thì bây giờ các anh chị đang ở bài này, nó đang bảo các anh chị là hãy thực thi cái thói quen là tập trung vào cái hơi thở, được không nè? Tập trung vào cái hơi thở. Vậy thì cái cách tập trung vào hơi thở này nó có công dụng gì, nó có lợi ích gì, thì giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Khi mà các anh chị biết rằng là hồi xưa giờ hồi cái lúc trước thì các anh chị không có coi trọng hơi thở của mình, đúng không ạ? Nhưng mà khi có những cái vấn đề, vừa rồi có một cái tình huống, đó chính là một cái sự kiện, đó là tình trạng Covid xảy ra và có rất là nhiều người họ đã gặp cái vấn đề này và họ không có thở được các anh chị, không có thở được và không có lấy được cái hàm lượng oxy, thì họ mới thấy rằng là cái không khí á, bình thường mình thấy nó rất là nhiều, mình thấy nó vô cùng nhiều và mình nghĩ nó bình thường, nhưng mà cho đến khi mà các anh chị không có thì các anh chị mới thấy nó thật sự là quan trọng trong cái cơ thể của các anh chị. Và cái thức ăn mà nó không thể thiếu cho các anh chị mỗi ngày đó chính là cái dòng không khí nhiệm màu. Nhưng mà có bao giờ các anh chị gửi lời cảm ơn nó chưa? Có bao giờ các anh chị biết rằng là cái việc mà các anh chị được ngồi ở đây, à các anh chị ha, các anh chị được ngồi ở đây, các anh chị được học tập, các anh chị được rèn luyện, các anh chị được làm cái điều anh chị muốn, nó không phải là tự nhiên, nó không phải đơn giản là tự nhiên mà các anh chị có, mà nó là một cả một cái sự vận hành của rất là nhiều cái yếu tố tạo nên cuộc sống của bạn. Không có một cái yếu tố nào là tự một mình các anh chị mà ra cái gì đó mà để mà các anh chị ngồi được đây, nó cũng không phải là tự một mình bạn. Để mà bạn có thể là gì, tư duy phát triển được, nó cũng không phải một mình các anh chị. Ví dụ như là một cái bông hoa, nó không thể tự nó lớn lên được. Một cái bông hoa nó phải trải qua, nó phải được nước bổ sung, ánh nắng mặt trời, không khí, nó mới trộn, nó mới nhiều cái yếu tố như thế, nó mới tạo nên được cái bông hoa. Và mỗi cái sự thành công hay là cuộc sống của các anh chị, nó đều kết hợp nhiều cái yếu tố. Và tất cả các anh chị hàng ngày mình phải luyện cái lòng biết ơn với những cái yếu tố như vậy. Đặc biệt ở đây là mình có cái thói quen thực hành lòng biết ơn với hơi thở. Tại sao mình lại biết ơn cái hơi thở nó lại có công dụng như vậy ạ? Thứ nhất là để cho các anh chị biết rằng cuộc sống của mình nó không phải tất cả đều yếu tố đều tạo nên cuộc sống của mình, nhưng mình cần phải gửi lời cảm ơn. Thế mà thứ hai nữa rằng là khi mà biết ơn các anh chị hãy ghi cái tư duy này vào, đó chính là sự hiện diện, yêu thương nó cần có cái sự hiện diện các anh chị. Ok không? Yêu thương nó cần có sự hiện diện. Yêu thương nó cần có sự, ở đây thì có một cái câu nói vậy thì dành cho các anh chị, đó chính là ở cái người hồi xưa các anh chị ha, một cái lời dạy cổ ngày xưa đã nói rằng khi một người đạt đến mức độ biết ơn sâu sắc với dòng không khí mà họ đang thở thì lòng biết ơn ấy sẽ đạt đến mức độ sức mạnh mới và họ sẽ trở thành những nhà giả kim thuật, nhà giả kim thuật đích thực, là những cái người có thể dễ dàng biến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của họ trở thành vàng ròng. Những nhà khoa học thời xưa họ đã tìm cách để chế tạo kim loại trở thành những cái kim loại quý như là vàng bạc, thì người ta gọi đó là những nhà giả kim. Những nhà giả kim thuật là những cái người mà họ có thể điều chế các cái kim loại bình thường trở thành những cái kim loại quý giá như là vàng bạc. Các anh chị hiểu chưa? Vậy thì à, những cái người cổ xưa họ dạy rằng là nếu như mà các anh chị có đạt đến cái mức độ biết ơn sâu sắc với cái dòng không khí nhiệm màu thì bạn sẽ trở thành những nhà giả kim thuật. Thế tuyệt vời chưa? Thế là khi mà tôi đọc tới đây thì tôi thấy quá tuyệt vời. Cái người mà có thể biến những cái kim loại bình thường trở thành
những cái kim loại vàng bạc đá quý, đúng không? Thì em thấy mới nghĩ ra là nếu như mà em luyện được cái điều này, nếu mà mình tu luyện được, đúng không, mình rèn luyện được, mình có cái khả năng, là biết ơn sâu sắc với dòng không khí mà mình đang hít thở, thì có khi rằng là mình sẽ trở thành cái nhà giả kim thuật đích thực. Đó chính là mình không có biến những cái kim loại bình thường trở thành vàng lỏng, mà mình có thể là gì ạ, làm những cái việc mà người khác không làm được, hoặc là mình làm những cái việc nó không phải là bình thường nữa, mà mình làm những cái việc nó khó hơn hoặc là nó phi thường hơn, và mình biến cái hành từng cái hành động của mình đều là chạm tới hóa nhẹ. Ví dụ như là người ta làm thì nó rất vớ, nhưng mà mình làm thành công. Người ta làm kinh doanh người ta thua lỗ, nhưng mà mình làm mình tạo ra gia tài. Người ta gì ạ, người ta xây dựng gia đình, người ta không có giữ được gia đình hạnh phúc, nhưng mà mình xây dựng gia đình, mình giữ được gia đình hạnh phúc. Mình nhờ người ta chăm sóc sức khỏe, không có khỏe mạnh được, nhưng mà mình chăm sóc sức khỏe mình sẽ khỏe mạnh vô địch đấy. Thì nếu như mình luyện được thì mình sẽ trở thành cái nhà giả kim thuật ở đây. Và cái nhà giả kim đây, mình không có phải là cái người chế tạo kim loại, mà mình sẽ làm xuất sắc, có nghĩa là mình sẽ hoàn thành xuất sắc những cái việc mà mình đang làm. Anh chị rõ chưa? Thì cái lúc này làm theo cảm thấy quá tuyệt vời, bởi vì em theo rất là thích trở thành một cái người trong cái tốt những cái nhà vô địch, có nghĩa là cái tốt người làm cái gì nó cũng phải xuất sắc. Anh chị vô không? Theo không biết các anh chị có cái đam mê đó hay không, nhưng mà đó là cái đam mê của tôi. Tôi không có thích, tôi không có muốn, tôi không có thích ở trong một cái nhóm mà tất cả mọi người đều xuất sắc, còn mình là cứ mãi đi sau, còn mình cứ cứ mãi là gì bám đích, không có bao giờ có một cái thành tựu gì cả. Nhưng mà tôi luôn thích mình ở trong một cái môi trường nào đó, trong cái lĩnh vực nào đó, những cái gì mình đụng tay vào mình phải xuất sắc nhất đấy. Và để mà trở thành xuất sắc nhất thì chắc chắn là chúng ta phải học từ những người xuất sắc. Thì trước khi bạn là nhân tài thì bạn phải chấp nhận là cái người là gì ạ, cái người học việc. Trước khi bạn muốn trở thành lãnh đạo lớn thì bạn phải là cái người học việc giỏi. Thế thì chính vì mình muốn trở thành cái người xuất sắc, cái người trong tốt của những người xuất sắc, của những nhà vô địch, nên là theo luôn gì ạ, tìm kiếm những cái yếu tố nào mà nó cho mình cái sự bứt phá lớn, và theo sẽ cắm đầu vào theo lẽ rèn luyện những cái thứ đó, không có để cho mình bị mất tập trung nhiều thứ. Và đó là lý do tại sao hiện tại trong hơn vài năm, 2 năm dần qua, Theo đã là một trong những người top best seller đứng đầu Đông Nam Á trong cái lĩnh vực mà Theo làm kinh doanh. Và cái tập đoàn mà Theo đang làm việc hợp tác đó là một trong những cái tập đoàn hàng đầu thế giới, mà Theo lại là một trong những cái top người có cái doanh số gọi là best seller. Đã, các anh chị muốn trở nên giàu có thì bước mẫu các anh chị phải là cái người best seller. Các anh chị phải là một cái người kinh doanh bán hàng xuất sắc. Đó là bước một nhé. Bước số 2 là bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo. Bạn lãnh đạo thật là nhiều người, trở thành người bán hàng xuất sắc, thì bạn sẽ là thuộc trong cái top người. Có bạn có thể nằm trong top 5% những người giàu có nhất, mà bạn không cần phải mở doanh nghiệp hay làm một cái chủ tịch nọ, hay là một cái ông giám đốc nọ, ông nhà sáng lập nhà chưa giám kỳ gì hết, các anh chị hiểu chưa? Đó là cái con đường để bạn có thể tiến tới cái sự tự do tài chính. Bằng cách đó chính là bạn trở thành cái người best. Tại vì nếu một người chủ tịch, một cái người chủ tịch mà không biết bán hàng thì cũng ra đường ở. Một cái doanh nghiệp mà không có bán được đơn hàng thì doanh nghiệp đó phá sản đổ nợ. Đây là nếu như các anh chị cầm trong tay được kỹ năng là best seller, có khả năng bán hàng đỉnh cao, thì các anh chị làm cho tập đoàn nào thì các anh chị cũng sẽ dớt được cái tập đoàn đó đi lên, ok không? Thì đó là cái người có quyền năng trong tay. Nếu bạn muốn có sức mạnh đích thực thì bạn phải nắm trong tay kỹ năng cao nhất. Vậy thì khi bạn theo đọc tới đây thì em thấy rằng là thì ra thì đây là bí mật nằm ở đây, đó chính là những nhà giả kim thuật đích thực. Rồi mình nghe xong một khóa, em có biết các anh chị nghe xong một khóa không, nhưng mà em rất là khoái, bởi vì đây là những nhà giả kim đích thực, họ có thể biến mọi lĩnh vực trong cuộc sống họ thành vàng ròng đấy. Và em thì có biết rằng là bởi vì sao, em có nghiên cứu, em có học tập, em có rèn luyện, thì bởi vì sao nó lại có thể làm được gì đấy.
Anh chị có nghe tiếp không ạ? Anh chị có nghe tiếp cái đoạn này nè, chứ không phải nghe tới đây cái xong rồi đi ra cái là bắt đầu cảm ơn chị nó là nó không có trở thành nhà giả kim đâu. Mà tại sao chúng ta có cái thói quen này thì các anh chị sẽ trở thành một cái người có khả năng chạm cho mã vàng, và tất cả những anh chị đang trong đội nhóm kinh doanh của Theo, tôi luôn khuyên các anh chị là mình phải luyện thói quen này. Nếu như các anh chị không luyện thói quen này, các anh chị sẽ không có best seller được đâu. Bạn sẽ không thể nào trở thành cái người best seller được, trở thành một cái nhà lãnh đạo kiệt xuất được nếu bạn không có cái thói quen này. Đó chính là gì ạ? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các anh chị biết ơn, cái giọng hơi thở đi vào người các anh chị ấy, nó sẽ luyện cho các anh chị một cái thói quen sống tỉnh thức. Các anh chị đi vào đi ạ, nó sẽ luyện cho chị một cái thói quen mà rất hiếm những người ngoài kia không có, đó chính là sống tỉnh thức được. Mình có thể tỉnh thức được trong tất cả những việc mình làm, hay còn gọi là gì, bởi vì sao ạ? Bởi vì nó xuất phát từ một cái tư duy yêu thương thì cần có sự hiện diện, nếu mà không hiện diện chứng tỏ không yêu. Đơn giản, nếu như các anh chị nó yêu thương vợ của mình, nhưng mà mỗi lần một cô ấy nói chuyện bạn không có nghe cô ấy nói, hãy cô ấy hỏi bạn nói chuyện với bạn, nhưng mà bạn cứ tay của bạn thì cứ cầm điện thoại, xong rồi bạn cứ trả lời ở đúng rồi đấy em, cái đó ở đúng rồi đấy đó, tại sao thế, là em hôm nay là trải nghiệm, người vợ nói rằng là hôm nay là em có một cái trải nghiệm rất là hạnh phúc anh à, em đã vào môi trường câu lạc bộ, em đã học được một bài học rất là hay, và anh có biết không? Cái anh nói ừ, thì bài học đó là gì thì kể anh nghe, đúng không? Tay vừa cầm điện thoại nhưng mà miệng thì nói chuyện với vợ, trong khi tâm trí là đang để vô cái game, để vô cái màn hình tivi, để vô công việc, thì không thể nào yêu thương được. Và anh chị không thể nào nghe trọn hết cái câu chuyện của cô ấy, anh chị không thể nào hiểu được cái niềm vui mà của cô ấy đang muốn bày tỏ với các anh chị như thế nào. Và thế là cái mối quan hệ nó bắt đầu rạn nứt và không có hiểu nhau. Thế thì có sự hiện diện ở đây là gì ạ? Nếu như bạn đang bận công việc thì bạn có nói là anh đang dở công việc này, xong rồi anh sẽ nghe câu chuyện của em. Còn không thì các bạn phải dừng cái việc đây lại, bạn chú tâm vào câu chuyện của cô ấy, nghe cô ấy kể để bạn có thể thấu cảm được cái câu chuyện của anh nói là cái gì. Anh chị hiểu không ạ? Đó là gọi là yêu thương. Yêu thương nó chỉ đơn giản là nó cần cái sự hiện diện, được không? Và có rất là nhiều anh chị vào học tập với Thêu, các anh chị nói rằng là vào Zoom câu lạc bộ họ không có thành công, học vào hoài chưa có thành công, chưa có kết quả mới. Thì tất cả những anh chị mà nói cái câu đó, Thêu chỉ biết trong đầu là bạn chưa có thói quen của sự hiện diện. Có thể là khi mà bạn vào bạn học Zoom, bạn học kiến thức của người thành công, cái người họ có thể là bạn đang tạo thu nhập 10 triệu, mà bạn nghe một cái người có khối tài sản vài triệu đô trong tay, thì chắc chắn là nếu mà bạn nghe qua loa mà không tập trung, bạn sẽ không hiểu được những gì người ta nói, và bạn cũng sẽ không có nắm được cái công thức của họ, đúng không? Còn nếu như mà bạn có sự tập trung thật sự, bạn định thật sự, định nó mới sinh ra trí tuệ, bạn thật thật sự lắng nghe 100% tâm thân trí, thì tại sao bạn lại không lấy được cái tri thức của họ, đúng không? Chắc chắn là người thành công luôn để lại dấu vết. Bạn gặp một cái người thành công nào, họ làm ra cái gì, cái tài chính tài sản họ nhiều hơn bạn, chắc chắn họ phải biết cái gì đó mà bạn không biết. Chắc chắn là trong cái buổi chia sẻ của họ, họ sẽ phọt ra một cái thứ gì đó mà họ biết được. Thì việc của bạn hãy ghi nó lại và về nhà mình ứng dụng vào cuộc sống của mình, chắc chắn nó sẽ có sự thay đổi, đúng chưa? Vậy thì cái sự không thay đổi nó đến từ cái việc đó chính là bạn không có sự tỉnh thức. Cái tâm bạn ngồi đây, bạn học với tôi, hoặc là bạn rèn luyện với môi trường câu lạc bộ, các anh chị có biết rằng là ít nhất gì theo cũng là một best seller của một tập đoàn lớn, đúng không ạ? Anh chị có tin hay không tin thì đó là cũng là sự thật. Thì khi anh chị ngồi với theo, nếu anh chị ở đây không biết bán hàng, các anh chị sẽ lấy được một cái bí kíp gì đó của theo đây. Trong cái bài chia sẻ của theo, chắc chắn theo sẽ nói ra những cái điều mà theo biết. Và nếu như các anh chị có một sự tập trung, các anh chị bám sát được, các anh chị sẽ lấy được. Nhưng mà anh chị không có tập trung, tâm trí anh chị để đâu, đúng không? Cái thân ngồi đây nhưng mà cái tâm đang lo chuyện khác, đó là không có sự hiện diện. Ở đây là từ nay về sau, các anh chị hãy học cách luôn luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi, hãy hiện diện trong mọi việc mà mình làm, thì bạn mới có thể biến
kim loại thường trở thành vàng lỏng, kim loại thường trở thành vàng lỏng, nó chỉ là cái ví dụ minh họa thôi. Bạn có thể biến tất cả những việc bạn làm trở nên xuất sắc. Tại sao có những người họ cứ hay quên, hay bao nhiêu chị có thói quen hay quên à, quên chìa khóa đi, quên trước quên sau, cái đó là một trong những dấu hiệu ở trong cái gọi là trong cái giới tài chính, có nghĩa là trong cái câu chuyện đi kiếm tiền á, trong cái câu chuyện mà đi tham gia cuộc sống á, thì anh chị đang gọi là chị đang có một cái căn bệnh, cái căn bệnh không có tỉnh thức. Ok mà tỉnh thức trong việc mình làm, không có tập trung, không có sự hiện diện. Thế thì tôi theo hỏi rằng bao nhiêu anh chị ngồi đây mà hiện diện 100% như thế, anh chị nghĩ đi, trong môi trường câu lạc bộ đi, có rất là nhiều cái buổi chia sẻ, và tất cả những buổi chia sẻ đó đều là tất cả những cái bạn best seller, bậc thầy bán hàng, doanh nhân chẳng hóa vàng lên chia sẻ cho bạn. Ở ngoài kia họ là những cái người trong top 5% của những người đặc biệt. Ở ngoài kia bạn không bao giờ gặp được những người như thế nhiều đâu. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, 50 năm các anh chị chưa bao giờ học một kiến thức nào hết, chưa bao giờ gặp bất kỳ một người thành công nào cả. Mà bây giờ các anh chị được zone, được gặp trực tiếp họ, các anh chị phải có một kiến thức mới đúng không? Và cái kiến thức mới đó, cuộc sống các anh chị nó phải tốt lên chứ. Nên là nếu như mà các anh chị không có sự thay đổi, đơn giản là các anh chị không có tỉnh thức ở đây. Ok không ạ? Vậy thì yêu thương là cặp ở có sự hiện diện. Vậy thì các anh chị muốn mà người chồng, người vợ mình yêu thương mình, thì các anh chị hãy hiện diện với họ đi. Và cái thứ hai nữa, yêu thương cơ thể là cần phải có sự hiện diện. Nếu mà các anh chị muốn yêu thương cơ thể của mình thì các anh chị phải hiện diện với nó, hiện diện trong tất cả mọi việc các anh chị làm. Ok không ạ? Vậy thì các anh chị hãy tưởng tượng như là, anh chị hãy tưởng tượng như nè, có một cái ông chủ, ông có một cái khu vườn, về không, một cái ông chủ ông có một cái khu vườn, và hàng ngày ông đi ra vườn ông trồng những cái cây, cây cây ổi á, những cái cây gieo trồng á. Thế thì nếu mà ông ở nhà, ví dụ như nếu ông ở nhà mà lỡ như mà có ai mà quăng rác vô á, quăng rác rồi vô, quăng mấy cái cây bụi bặm rồi vô, thì ông sẽ dẹp, ông sẽ canh, ông sẽ không cho nó quăng vô, ông sẽ canh, ông sẽ kiểm tra nó, nó sẽ bảo vệ cái mảnh vườn đó đúng không ạ? Nhưng mà cái hôm đó cái ông chủ nhà ông đi vắng, thì khi mà ông đi vắng đó, thì sao ạ? Chim rồi nó bay tới nó ăn rồi, những cái người khác là họ bỏ rác, họ quăng rác vô, những cái người đi đường đó là bắt đầu họ ném bụi, ném cây, ném rác rồi quăng hết vô cái vườn đó. Đó thì sau 3 ngày quay trở về nhà thì cái ông chủ này ông mới nhìn lại, ông thấy rằng là cái mảnh vườn ông nó đen luôn. Thứ nhất là gì ạ? Cây cối rồi nó tùm cỏ rồi mọc hoang dại, rồi rác rưởi đầy trong đó. Anh chị hiểu cái câu chuyện không? Vậy thì bây giờ anh chị lấy nó là một cái hình ảnh ẩn dụ cho cái tâm trí của các anh chị. Tâm trí các anh chị nó có hai phần, cái phần ý thức và cái phần tiềm thức. Cái phần ý thức đó, nó giống như là cái ông chủ gác nhà, còn cái phần tiềm thức nó giống như là một cái mảnh đất màu mỡ trong người các anh chị, đúng không nè? Bất kỳ cái suy nghĩ nào các anh chị quăng vô cái vùng tiềm thức đó, mỗi cái suy nghĩ nó là một hạt giống. Mỗi lần các anh chị quăng bất kỳ cái suy nghĩ vào một cái mảnh đất màu mỡ này thì nó sẽ đều phát triển thành cây, nó đều mọc thành một cái cây. Vậy thì cái ý thức của các anh chị là cái sự tỉnh thức của mình nè, là ông chủ nhà. Nếu như có ai đó quăng một cái suy nghĩ rằng là gì, bạn nghèo túng, bạn không thành công được đâu, cái hạt giống đó nó sẽ mọc trong cái khu vườn của các anh chị, nó trở thành cây cỏ. Còn nếu như ai đó quăng cho bạn một suy nghĩ rằng là gì, bạn rất xứng đáng thành công, thì nó cũng quăng vô cái mảnh đất màu mỡ, nó sẽ mọc thành một cái cây. Vậy thì nếu như các anh chị là ý thức, các anh chị không tỉnh thức ở nhà canh cửa, các anh chị không cảnh tỉnh thức ở nhà canh cái mảnh vườn của mình, thì bất kỳ ai cũng sẽ quăng hạt giống vào trong mảnh vườn các anh chị. Nếu như các anh chị tiếp xúc với 90% là những người chưa thành công về tài chính, 90% là những người đang không làm ra tiền, đang thất nghiệp, đang phá sản, đang đổ nợ, đang nghèo túng,
thì các anh chị biết rằng là mỗi ngày họ sẽ quăng vào mảnh vườn của bạn những cái hạt giống túng thiếu và khiến cho bạn mọc lên toàn là những cái cây thiếu thốn, cây thiếu tiền. Anh chị đó không ạ? Đó là lý do tại sao mà Thư cứ hay kêu gọi các anh chị vào những cái nhóm rèn luyện câu lạc bộ. Nhóm rèn luyện ở đây nó không có gì ghê gớm, không phải là giúp, nó không có làm cho bạn thay đổi một cái gì cả, mà đơn giản là cho bạn một cái môi trường để bạn có thể ở đây. Lỡ như bạn không có tỉnh thức thì những cái người ở đây họ cũng sẽ gieo trồng giùm cho bạn những cái hạt giống thành công, những cái hạt giống khỏe mạnh, những cái hạt giống hạnh phúc. Mới sáng sớm ra bạn đã nhìn thấy cái gì? Bạn nhìn thấy video như đi du lịch của những anh chị MC. Và ngày hôm nay là video của chị Duyên với lại chị Thùy đúng không ạ? Đây là video trải nghiệm một cuộc sống tự do tài chính. Đây là một hạt giống tự do tài chính cho các anh chị. Nó sẽ được gieo mầm trong cái tiềm thức của các anh chị và nó sẽ phát triển thành cái cây. Thì cái ý thức, cái gọi là cái ý thức của các anh chị phải tỉnh thức được để các anh chị biết được thằng kia là nó quăng cái hạt giống túng thiếu cho bạn kìa, đẩy nó ra đi. Còn bạn tỉnh thức được, bạn thấy là à, cái hạt giống này, hạt giống giúp cho mình xây dựng cái, tạo ra cái cây giàu có nè, là mình cho nó vô. Cái hạt giống kia là hạt giống không khiến cho mình hạnh phúc nè, mình quăng nó ra, mình đừng nghe nhưng mình đừng đón nhận. Nên nếu ý thức của các anh chị nó không tỉnh thức thì các anh chị có làm được điều đó không? Anh chị rõ không ạ? À? Các anh chị mãi đắm ý thức, đang mãi đắm chìm vào quá khứ, đang ngồi học nhưng mà ý thức của các anh chị đang mãi đắm chìm vào những cái chuyện ngày hôm qua. Chuyên gia là nó sẽ đắm chìm vào những cái chuyện từ của ngày hôm qua và nó lo sợ cho tương lai, là cái ý thức của các anh chị nó rất là rảnh rỗi và nó cứ hay đi đi về quá khứ, mơ màng về những cái chuyện, tìm kiếm những cái chuyện trong quá khứ để mà buồn khổ. Hôm qua mình làm không được, mình không thành công được, hoặc là nó lo sợ cho tương lai, mà tương lai thì chưa tới, quá khứ thì đã qua, và cái giây phút hiện tại là cái giây phút quan trọng nhất của các anh chị. Nên là các anh chị phải hiện diện cho 100% ở cái giây phút này để mình kiến tạo tương lai cho mình, để mình biết cách lựa chọn đâu là cái hạt giống mà mình phải gieo trồng và nuôi dưỡng. Các anh chị rõ chưa ạ? Đó là cái ý thứ nhất, lý do tại sao mà các anh chị phải rèn luyện cái việc biết ơn cái dòng không khí để mình xây dựng cái sự tỉnh thức cho mình. Các anh chị cần phải canh cửa, các anh chị cần phải giữ nhà, chứ không là người ta sẽ phá hoại cái mảnh vườn của các anh chị. Trong cái lúc rèn luyện đó, luôn luôn nhắc các anh chị là gieo trồng cho các anh chị những cái niềm tin về tiền bạc, những cái niềm tin về sức khỏe, những cái niềm tin về mối quan hệ. Và cái mảnh vườn của các anh chị hồi xưa giờ nó cỏ dại nhiều quá rồi, thì các anh chị cần phải gì ạ? Làm những cái quy trình trong cái lúc rèn luyện 60 ngày đó để nhổ cỏ lên, đúng không? Đầu tiên là mình phải nhổ cỏ xới đất, nhổ cỏ dại rồi mới xới đất rồi mới trồng lại được. Chứ bây giờ đang cỏ dại sùm, cỏ mọc đầy vườn hết. Và bây giờ các anh chị gieo cái hạt giống giàu có vô, các anh chị gieo cái hạt giống thành công vô, thì cái cây nghèo khó hồi xưa đó, nó sẽ tiếng nó nhỏ, nó sẽ nói lại mày không có làm được đâu, mày đi ra đi, thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng của cái hạt giống mới. Đó là lý do tại sao mà các anh chị cứ tự học qua là các anh chị sẽ không có thay đổi lớn được, tại vì các anh chị chưa có đi qua cái quy trình để mà đào đất, xới đất, dọn cỏ dại nha. Là bắt buộc em khuyên nó là chân thành, kể từ giây phút này cho đi, nếu như muốn thay đổi lại cái mảnh vườn của mình thì phải được làm những cái quy trình của quy trình bứt phá. Làm xong rồi là cái mảnh đất của các anh chị nó sẽ được xới lên, nó sẽ được khai phá những cái cây cỏ. Sau đó các anh chị học là anh chị quăng cái hạt giống nào vô là nó chất lượng hạt giống đó. Nên là em theo dẫn các anh chị là sau khi các anh chị làm những quy trình cá chép có hóa rồng, hoặc là quy trình khai phá sức mạnh tiềm ẩn cho người các anh chị xong, là lúc đó mảnh đất các anh chị nó đã được xới lên rồi,
bất kỳ cái hạt giống gì các anh chị quăng vô nó sẽ nhanh, rất là nhanh phát triển. Nên các anh chị hãy cẩn trọng, trong vòng 7 ngày sau khi mà các anh chị làm quy trình, các anh chị không được tiếp xúc với phim ảnh, những cái bộ phim mà nó không tốt, không tích cực. Những cái bộ phim mà nó về sự giàu có, đi du lịch vòng quanh thế giới thì ok thì được. Thứ hai là các anh chị sẽ không có xem những cái thông tin drama. Thứ ba là không có tiếp xúc với những cái người mà họ tiêu cực, cái người mà dạ, họ cứ than than phiền đổ lỗi oán trách. Cái thứ tư nữa là các anh chị không có được than phiền đổ lỗi oán trách bất cứ gì. Đó là để mình bảo vệ cái khu vườn của các anh chị. Và trong 7 ngày đó, nó giống như là 7 năm đầu đời các anh chị vậy đó. Các anh chị hãy tập trung hoàn toàn với những người thành công, tập trung tiếp xúc với những người thành công, của những người mà đã có cuộc sống thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, tự do tài chính. Và các anh chị hãy tiếp xúc liên tục trong vòng 7 ngày đó, thì các anh chị sẽ làm cái mảnh vườn các anh chị nó rất là màu mỡ, nó rất là tươi tốt, những cái cây khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công. Và nếu mà tuyệt vời hơn nữa thì các anh chị hãy liên tục trong vòng 60 ngày tới, sau khi đào xới xong thì các anh chị chỉ việc là gieo trồng những cái hạt giống giàu có, những cái hạt giống thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc vào thôi, bằng cách là các anh chị hãy cho mình ở trong gym rèn luyện. Đừng giống như là các anh chị đi tu luyện vậy đó. Thì trong quá trình các anh chị làm việc thì các anh chị hãy cứ bảo vệ mình, tới giờ rèn luyện thì các anh chị vào gym. Để nay em nói các anh chị là không có khóa học nào có thể giúp cho các anh chị bứt phá được, trừ khi cái môi trường đó nó cho các anh chị cái môi trường để các anh chị rèn luyện mỗi ngày. Bởi vì nếu các anh chị đi học một cái khóa học rất là hay, các anh chị có tư duy, các anh chị có kiến thức, nhưng mà sau khi quay trở về nhà các anh chị không có nuôi dưỡng được cái mảnh vườn của mình thì cũng như không đấy. Nên là bắt buộc các anh chị phải lại đi học tiếp. Ở đây em nói chị rằng là chắc chắn là tất cả anh chị ở đây, dù anh chị đang thành công, đang giàu có, đang dư dả, thì các anh chị đều cần một cái môi trường để nuôi dưỡng. Anh chị rõ chưa? Trừ khi trong gia đình các anh chị tất cả là người giàu, tất cả là những người thành công, phải mà hạnh phúc. Trừ khi trong gia đình các anh chị, trong dòng tộc các anh chị, trong hàng xóm các anh chị, cái khu mà các anh chị sống, những cái bộ phim các anh chị xem, những cái video các anh chị tiếp xúc đều là những cái người thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, thì lúc đó có thể các anh chị không có cần tới cái nhóm rèn luyện đâu. Nhưng mà các anh chị nhìn lại đi, xung quanh các anh chị là ai, những bộ phim các anh chị coi là phim gì, những cái hàng ngày các anh chị cho năm giác quan của mình, mắt, tai, anh chị đang cho những cái giác quan nè, đây là những giác quan các anh chị mắt. Mắt các anh chị nó sẽ quan sát, nó sẽ thâu, nó sẽ ghi nhận, nó sẽ ghi nhận và nó đưa vào trong cái mảnh vườn của các anh chị, đưa vào trong cái bộ não của các anh chị, nó lưu thông tin ở đấy. Nên là hàng ngày các anh chị tiếp xúc với ai, các anh chị sẽ trở thành người đó. Bởi vì năm giác quan của các anh chị nó đang thu nhận thông tin mỗi ngày. Nên là hãy cẩn trọng cái điều này, các anh chị rõ chưa? Vì vậy nên là các anh chị phải luôn tỉnh thức, các anh chị rõ chưa? Tỉnh thức ở đây là các anh chị phải ý thức được trong từng việc mình làm, được chưa nè? Vậy thì mỗi khi mà các anh chị làm một cái việc nào đó, các anh chị muốn tỉnh thức, trước khi làm thì các anh chị hãy tập trung một cái hơi thở nhiễm màu. Các anh chị hãy bắt đầu tập trung một cái hơi thở mình trước. Khi mà các anh chị hít vào thật là sâu thì cái não các anh chị nó sẽ dừng cái suy nghĩ tạm thời, và các anh chị thở ra nhẹ nhàng, các anh chị hít vào và thở ra, các anh chị sẽ làm cho cái hơi thở của mình nó dừng lại những cái suy nghĩ. Tất cả mọi thứ, tất cả cái sự tập trung của các anh chị nó dồn vào hơi thở hết. Tại vì các anh chị phải hiện diện với cái hơi thở thì mình mới biết ơn, đúng không? Bây giờ mình biết ơn cái dòng không khí đi vào nè, mình biết ơn cái dòng không khí rồi mình thở ra, đúng không nè? Là mình đang hiện diện với cái hơi thở, thì bao nhiêu cái sự tập trung của các anh chị nó sẽ dồn hết vào cái hơi thở đấy, và nó không còn suy nghĩ linh tinh nữa. Cái ý thức của các anh chị nó không có đi về quá khứ, nó không có đi về tương lai nữa, mà nó sẽ hiện diện lại liền. Và khi các anh chị có được cái sự hiện diện đó thì các anh chị hãy bắt tay vào làm cái việc mà các anh chị muốn làm. Các anh chị sờ vào đâu, trước khi sờ vào đâu thì các anh chị hãy nên thể hiện, thực hiện cái sự cảm ơn như thế.
để các anh chị có được sự hiện diện, các anh chị rõ trước, trước khi gọi điện cho khách hàng, trước khi làm marketing, trước khi học, trước khi bán hàng, trước khi đi ra đường, trước khi gặp đối tác, trước khi học một cái buổi Zoom nào đó để thay đổi cuộc đời của mình. Mình học cái kiến thức đó là để nó thay đổi cuộc đời của mình, để nó giúp cho mình gia tăng doanh số, gia tăng lợi nhuận. Mà nếu như các anh chị không tập trung thì có phải uổng phí cuộc đời không? Đó là lý do tại sao cũng học một kiến thức như nhau. Người thì trở thành triệu phú, người thì trở thành doanh nhân chạm tới hóa vàng, người thì cứ mãi túng thiếu. Nó không phải là do cái kiến thức đó, mà là do bạn không có tập trung. Thì bao nhiêu số chị đây, từ nay về sau mình sẽ giữ cái ngôi nhà của mình. Mình sẽ giữ cái mảnh vườn của mình nè, chỉ cho phép gieo trồng những cái hạt giống thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc thôi. Nên đây là có một số anh chị hỏi rằng là theo giờ anh rèn luyện với môi trường câu lạc bộ bao lâu thì anh nghỉ? Tiếp theo các anh chị là bao lâu nghỉ? Ví dụ như các anh chị rèn luyện 3 tháng, trong vòng 3 tháng đó các anh chị ở môi trường câu lạc bộ, các anh chị thu nạp rất là nhiều. Đó, cái môi trường, cái mảnh vườn tiềm thức của các anh chị nó luôn được nuôi dưỡng những cái hạt giống thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc, yêu thương. Được 3 tháng ngon lành cành đào, cái xong đó các anh chị nghĩ là đủ rồi, các anh chị quay trở về cái ngôi nhà các anh chị quay trở về cái cuộc sống bình thường các anh chị ở ngoài anh chị bắt đầu tiếp xúc với mạng xã hội, anh chị tiếp xúc với gì ạ? Những cái người chưa thành công trong hàng số, trong gia đình, trong công ty, trong công việc. Thì 6 tháng tiếp theo các anh chị lại được nuôi dưỡng cái gì? Nuôi dưỡng những hạt giống không thành công. Thế anh chị có một cái mảnh vườn, các anh chị bảo vệ 6 tháng rồi, 6 tháng sau anh chị không bảo vệ nữa thì 6 tháng sau nó lụi tàn chứ gì đâu, đúng không nè? Nên là anh chị phải xác định môi trường câu lạc bộ sinh ra để cho các anh chị. Nếu như các anh chị muốn thành công với bạn hạnh phúc, đây là môi trường tốt nhất cho bạn. Đó là lý do các anh chị tập trung thử một tuần ở đây thôi. Các anh chị sẽ thấy cuộc sống các anh chị nó bắt đầu có sự nhiễm màu. Thì như các anh chị vô vô rèn luyện, anh chị có thấy ai nói xấu ai không? Anh chị có thấy người này chửi người kia không? Anh chị có thấy đánh nhau ở đây không? Anh chị có thấy rằng là sự nghèo túng ở đây không? Có ai mà chiếu video mà túng thiếu lên cho anh chị coi không? Anh chị có thấy rằng là gia đình cãi nhau ở đây không? Anh chị thấy rằng là có ai mà bị cái vấn đề bệnh lý nọ kia ở đây không? Tất cả đều là khỏe mạnh, hạnh phúc, thành công, được sâu ra cho các anh chị xem, được chia sẻ từ gốc rễ, từ những cái bài học, từ những cái tư duy, chứ không phải là chỉ so chỉ cho anh chị thấy cái gốc, chỉ cho anh chị thấy kết quả không, mà còn rèn luyện cho chị từng cái tư duy, từng cái suy nghĩ. Anh chị rõ vấn đề chưa? Anh chị hiểu lý do tại sao chưa? Anh chị hiểu lý do tại sao mà mỗi buổi sáng chưa bảo các anh chị MC là bắt buộc phải chia sẻ video đi du lịch? Họ có rất là nhiều cái trải nghiệm nhưng mà họ không chịu nói lên, anh chị không chịu khoe ra cho anh chị coi. Phải khoe ra cho các anh chị thấy đó là một hạt giống, một hạt giống thành công phải được nuôi vào trong mảnh vườn của các anh chị. Đó là cái sự đắt giá khi mà cái phần thưởng, phần quà các anh chị đã dành thời gian ở đây. Ok không ạ? Thì đó là cái phần đầu tiên, đó chính là cái anh chị phải trở thành một cái người làm chủ khu vườn của các anh chị, được không? Nên là theo rất là mong muốn là tất cả anh chị đây mình sẽ có mặt trong những rèn luyện, đặc biệt là trong cái cuối tháng này các anh chị sẽ được làm một cái chương trình, quy trình offline. Khi mà các anh chị đến dự quy trình offline này, các anh chị sẽ được làm những quy trình bứt phá con người các anh chị. Cái quy trình này nó không phải đơn giản là làm la hét bình thường đâu các anh chị ha, mà nó sẽ là tác động trực tiếp từ bên trong của các anh chị để nó khai mở con người các anh chị ra. Giống như là anh chị phải đào đất, anh chị phải xới đất, anh chị phải nhổ cái cỏ dại đó đi. Khi mà các anh chị gieo cái hạt giống mới vào á, nó mới mọc thành cái cây được. Và sau khi mà các anh chị quay trở về nhà thì các anh chị sẽ có nhóm rèn luyện câu lạc bộ, anh chị sẽ vô vào trong đó,
nhốt rèn luyện 60 ngày thanh tâm trí. Các anh chị sẽ được ở trong đó 60 ngày liên tục để rèn lại cái thanh tâm trí của các anh chị. Nên là sau 60 ngày các anh chị sẽ có một sự bứt phá rất là lớn. Theo nói các anh chị rằng là tất cả đều có một sự bứt phá lớn. Nhưng mà cái quan trọng là sau 60 ngày đó các anh chị sẽ làm gì? Các anh chị có giữ được cái sự bứt phá đó không? Ăn thua hơn là chỗ đó. Có giữ được không? Có tiếp tục được không? Hôm nay là bây giờ em Theo đã lập trình cho em Theo rằng là ban ngày mình làm gì? Sáng á, mình vẫn dậy sớm, mình vô vào môi trường câu lạc bộ. Trưa mình tranh thủ thời gian, mình vẫn em Theo vẫn phải làm việc này. Trưa mình tranh thủ thời gian, mình dồn vào buổi trưa, nạp năng lượng. Xong rồi chiều mình lại cứ phải làm việc. Rồi chiều 6 giờ mình dồn vào nhóm này luyện nhanh nhanh, mình tiếp xúc với các doanh nhân trạng thái nhẹ. 7 giờ rưỡi, 8 giờ rưỡi gì đó có dung là mình sẽ zone vào, mình sẽ thay vì buổi tối mình ngủ sớm hoặc là mình coi phim. Em nói thiệt các anh chị là anh chị không vô dung là anh chị cũng, anh chị không tiếp xúc với người thành công thì anh chị tiếp xúc với người chưa thành công thôi nè, nó không có rạch cái đường nào hết. Thì thay vì mình ngủ sớm mình đi dạo này kia thứ, mình coi phim này kia thứ, thì mình sẽ cho phép mình vào những cái buổi zoom rèn luyện. Thì để cái công việc mà mình đi làm nó cho nó nhẹ nhàng bớt, để cuộc sống của mình nó tuyệt vời hơn, chứ không là mình sẽ phải vất vả suốt cuộc đời mà mình không hiểu lý do tại sao. Thì đó mà. Và các chị tập, bây giờ các chị sẽ tập định tập cho mình là làm cái việc gì mình cũng có cái sự định tâm vào. Khi các anh chị định tâm vào thì trí tuệ sẽ sinh ra. Trí tuệ các anh chị chỉ sinh ra khi mà các anh chị định tâm vào một cái việc nào đó thôi. Và khi mà các anh chị làm bất cứ việc gì mà anh chị để cái định tâm vào thì trí tuệ anh chị nó sẽ sinh ra, các anh chị sẽ khôn ngoan hơn. Anh chị sẽ đưa ra những cái cách làm nó tốt hơn và sẽ mang lại cái kết quả mới. Ok không ạ? Nó sẽ tạo ra kết quả mới cho các anh chị, bởi vì kết quả mới nó chỉ xuất hiện khi anh chị có một cái gì đó mới. Và mỗi anh chị đây đều có cái não. Cái não của anh chị rất là thông minh, trí tuệ chị rất là siêu phàm. Các anh chị học kiến thức này nó chỉ nằm ở trong não các anh chị thôi. Nhưng mà để nó sinh ra trí tuệ, để nó sinh ra ý tưởng, để nó sinh ra cái sự thông minh, cái khả năng tư duy, thì nó đòi hỏi các anh chị phải có cái sự định tâm vào. Ví dụ như các anh chị được rèn luyện trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân, các anh chị sẽ được học rất là nhiều tư duy chiến lược, kiến thức kinh doanh. Nhưng mà các anh chị phải định tâm vào trong đó thì các anh chị mới nhìn thấu được cái câu chuyện kinh doanh của người thành công như thế nào. Các anh chị mới nhìn thấu được cái chiến lược họ làm ra làm sao. Thì sau đó các anh chị ra các anh chị mới làm được. Các anh chị đó không ạ? Thì cách các anh chị luyện tập như sau. Thứ nhất là các anh chị hãy sống thuận theo quy luật của vũ trụ. Các anh chị biết rằng là quy luật của vũ trụ là phải nhất quán, phải tập trung, phải luật hấp dẫn, quy luật trong ngoài đó. Các anh chị hãy hiểu những quy luật của vũ trụ. Sau đó các anh chị hãy định, định có nghĩa rằng là mình hãy có một cái sự định tâm vào trong quá trình mình làm. Để khi mà các anh chị định tâm được, các anh chị sẽ quan sát rõ chi tiết cái sự việc đó ra làm sao. Anh chị sẽ thấy được rằng là mình đang trưởng thành như thế nào. Và các anh chị sẽ có cái cách xử lý đúng đắn. Ok không ạ? Và bây giờ cách mà mình có thể thực hành ở đây đó chính là các anh chị hãy nhìn vào cái dòng không khí nhiệm màu. Anh chị hãy hít một hơi thật sâu vào. Và khi các anh chị hít sâu vào á thì cái suy nghĩ các anh chị nó sẽ dừng lại. Và các anh chị thở ra. Các anh chị hãy làm 3 hơi như vậy, 3 đến 5 hơi như vậy trước khi mình làm bất cứ gì. Ok không ạ? Để các anh chị lấy lại sự tập trung của mình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Theo sẽ gửi cho chị Thùy với lại là chị Duy sẽ hướng dẫn cho các anh chị thực hành cái phương pháp này. Các anh chị Duy sẽ hướng dẫn luôn đi ha. Các anh chị sẽ hít một hơi vào. Sau đó các anh chị thở ra làm 5 hơi như vậy. Liên tục trong vòng 5 phút được không? Các anh chị sẽ làm như vậy liên tục trong vòng 5 phút. Và anh chị hãy cảm nhận cái dòng không khí nhiệm màu này.
anh chị hãy tập cái thói quen này nó quen. Khi mà nó quen rồi thì trong tất cả mọi việc các anh chị làm, các anh chị sẽ tỉnh thức được. Và bạn chỉ cần có thói quen này thôi, bạn sẽ biến gì? Cuộc sống của bạn trở thành vàng ròng đấy. Thì bao nhiêu số anh chị đây mình sẽ luyện cùng nhau để lên được cái level này ạ. Thì giờ các anh chị có thể có 5 phút để các anh chị thực hành nha. Ok, cảm ơn các anh chị đã rèn luyện với theo cho buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ anh chị sẽ qua cái phần kế tiếp. Chị Duyên sẽ hỗ trợ các anh chị phần này. Được không ạ? Cảm Rồi ơn chị Duyên nhé. rồi, cảm ơn doanh nhân Bích Thêu siêu tuyệt vời. Mà anh chị ơi, anh chị hãy gửi lời biết ơn đến doanh nhân Bích Thêu của chúng ta ha. Rồi, yes. Rồi, bao nhiêu đông số anh chị muốn biến tất cả mọi điều trong cuộc sống của chúng ta thành vàng ròng á, thì cùng với Duyên rèn luyện cái thói quen tỉnh thức ha anh chị ha. Chúng ta sẽ tỉnh thức trong vòng 5 phút. Rồi anh chị hãy đưa mình về trạng thái năng lượng đỉnh cao đi anh chị ơi. Thẳng lưng, được không ạ? Lưng thẳng nha anh chị nhé. Bây giờ Duyên sẽ bấm đồng hồ trong vòng 5 phút. À, anh chị sẽ tập trung vào hơi thở của mình. Chúng ta sẽ tập trung vào hơi thở anh chị à. Hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Khi mà anh chị hít vào, anh chị thở ra, anh chị thì tập trung vào cái hơi thở của mình thôi. Và khi mà trong tâm trí của anh chị nó có nói rằng là gì? À, tí nữa ra là đi chợ mua gì, rồi không biết con mình đi học làm sao, thì anh chị sẽ nói rằng là cảm ơn bạn đã chia sẻ, tôi đang tập trung vào hơi thở. Được không ạ? Khi anh chị nói như vậy thì hơi thở, xin lỗi anh chị, thì cái suy nghĩ đó nó sẽ biến mất anh chị ha. Anh chị đợi Duyên mở một tí xíu nhạc nha. Rồi chúng ta đã xong anh chị ha. Anh chị có thấy là cái não của mình nó nhẹ nhàng hơn không ạ? À? Bình thường thì nó rất là nhiều suy nghĩ trong này ha anh chị ha. Hơn 60.000 suy nghĩ ở đó. Nhưng mà khi chúng ta rèn luyện cái sự tập trung thì anh chị thấy cái não của mình nó rất là trống trống rỗng đúng không ạ? Không có suy nghĩ gì nữa đúng không anh chị ơi? Ok, tuyệt vời ha. Và rồi. À, vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái quy trình tỉnh thức hồi sáng ngày hôm nay anh chị ha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào cái phần chăm sóc cơ thể nữa anh chị nhé.